Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá sỉ nhé. Hôm nay mình mới về thêm 5 bộ giò dĩa 105, 5 bộ giò dĩa 105. Trong đấy thì sẽ có này, mọi người nhìn này, bên nhà phân phối người ta đóng gói rất là kỹ nhé. Thì nãy em có rạch mấy đường rồi, nhưng mà nghĩ ra làm clip quay cho mọi người coi luôn. Hàng này là hàng mới 100%, chính hãng 100% nhé mọi người. Thì các anh các bạn mà có nhu cầu, mà một là ráp xe này, hai là nâng cấp xe này, thì mọi người liên hệ bên em. Thì có cả group đồ mà có cả là giò lẻ cho mọi người nhé. Thì một cặp giò này giá thị trường bây giờ đang bán thì tầm khoảng 3 triệu 6 nhé mọi người nhé. 105. Thì đợt này em về là hai bản luôn, 50 34 và 53 39 nhé mọi người nhé. Đấy, một Shimano 105. Cái này là Japan R7000. Giò này giò 172.5. Ồ, nó để đưa mình giò 172.5 mà không phải 170 à? Thì cứ có cái gì khui ra thì em cho mọi người coi nhé. Em cứ khui hết lần lượt nha. Xem là hàng về cái gì. Tổng cộng là 5 cặp đấy mọi người, 5 cặp giò đấy. 5 cặp giò. 5 cặp giò thì cặp mà 50 34 nó sẽ rẻ tiền hơn cái cặp mà 53 39, chênh nhau là sẽ là 200.000 nhé mọi người nhé, chênh nhau 200.000. Đây là vẫn 50 34 mọi người này. Mới 100% đấy mọi người, đóng gói kỹ như thế là mọi người biết rồi, mới tinh. Em thì chỉ làm hàng mới thôi. Đây là em cũng là nhập từ nhà phân phối chứ không phải là hàng lấy từ từ xe, từ cộ gì đâu. R7000, cặp giò R7000 nhé. Mới tinh mọi người này. Mọi người nhìn này, các cái nước sơn ở trên này là còn mới tinh nhé. Hàng mới thì cái này thì giò này là 170. 170. 105. Khui hết ra cho mọi người coi, cho mọi người có nhu cầu mua thì mọi người liên hệ với bên em Minh. Bên em Minh thì xem nào. Bởi vì là em thì là đơn thuần là buôn bán, nhập hàng về bán thôi, chứ còn mà để mà mọi người mua và lắp vào xe nhé, hoặc là mọi người nếu mà mọi người trường hợp mọi người tự lắp thì không nói rồi, thì mọi người có thể liên hệ mua với em. Chứ còn nếu mà mình qua thợ thì đương nhiên là bên thợ người ta sẽ phải tính thêm công với mọi người nhé. Bởi vì mấy cái đồ này là nó, thứ nhất là nó hàng nó không có nhiều, thứ hai nữa là người ta cũng cần phải có công để lắp ráp nha mọi người. Chứ còn như em Minh buôn bán trao tay như thế này thì nó dễ hơn, nên là giá là có thể là sẽ mềm mại hơn một chút. Đây 53 39 đây mọi người này, to đùng luôn này. Đấy 53 39. Thì về nguyên tắc nha mọi người nhá, mọi người đây là hai cái em đặt lên 50 34 MS và 53 39. Nguyên tắc là đĩa càng to thì là đạp càng nặng, và càng nặng thì càng nhanh, và đạp nặng nhanh thì đòi hỏi chân phải khỏe nhé mọi người nhé. Mọi người ví dụ mọi người đạp thường thôi, ví dụ sức mình nó vừa phải thôi, chân mình nó không có to lắm, thì mọi người cứ 50 34. Đấy, hoặc là chân mình khỏe, chân mình bự, mình muốn đạp tốc độ cao thì mình sẽ chọn cái giò 53 39 để mà mình lên xe nhé mọi người nhé. Nguyên tắc đơn giản thế thôi. Nhiều khi mọi người không nắm được, mọi người cứ thứ nhất là không biết chọn 50 34 hay là 53 39, hoặc là mọi người có thể là mọi người cứ nghĩ là mua 53 39 về là sẽ đạp nhanh hơn 50 34,
Nhưng mà không phải, phải tùy vào cái chân mình. Mình đến đâu thì mình dùng cái giò nó đến đấy để nó hợp, phù hợp nhá mọi người nhá. Quan trọng nhất là phải phù hợp. Đây. Tại là em về được 5 cặp thì 5 cặp thì là 5 là 3 cái. 3 cái 50 34 và hai cặp 5339. Đấy. 5339 em xem nào. Nếu mà để 5034 thì em để cho mọi người là 3,5 được rồi. 3,5 triệu. 3,5 triệu mọi người nhé. 3,5 triệu một cặp. 50 34 và như là 53 39 thì em để là giá là 3,7 triệu nhé mọi người nhé. Đấy, mới tinh và đấy là bao ship luôn rồi đấy mọi người. Cái này là không có tính công nhé, em chỉ bán thôi, còn đâu công thì tùy vào thợ nữa. Đấy. Công là tùy mọi người có nhu cầu thay trực tiếp ở shop em thì mọi người có thể ghé. Rồi nếu mà mọi người ở online thì mọi người cứ liên hệ đặt hàng là cứ 3,5 triệu và 3 triệu. 3,5 triệu và 3,7 triệu là em bao ship rồi. Bên nhà phân phối chủ hàng người ta đóng hàng rất là kỹ luôn này. Mình nhận hàng mình cũng cảm thấy yên tâm. Thì mọi người cứ yên tâm là khi mà em đóng hàng là cũng rất là kỹ càng như thế. Mình làm kỹ nên là mình nhìn thấy người ta làm kỹ mình cũng thích. Chứ nhiều chỗ không đóng kỹ mọi người. Đóng không kỹ vào hàng hóa lung tung cả. Nhưng mà nhìn thấy bên nhà phân phối của cái giò nhĩ này là em thấy rất là ok này. Người ta đóng kỹ càng như này, bên bán kỹ càng như này thì trong cái việc làm ăn thì người ta cũng kỹ càng, cũng cẩn thận. 53 39 giò 105 Shimano mới tinh chính hãng nhé mọi người nhé. R7000. Cái này là toàn bộ nó là sản xuất ở Japan hết đấy mọi người nhé. Sản xuất ở Japan. Đấy. Sản xuất ở Japan đấy. 53 39. Đấy. Bên ngoài thì 53, bên trong là 39 nhé mọi người nhé. Là cái răng này này. Đấy. Rất là đẹp. Bên trong này nó đục, bên trong này là nó ghép rỗng như mọi người nhé, không phải nguyên một cái cây như này đâu. Tại sao nó lại nhẹ Shimano, tại sao nó lại nhẹ được như vậy? Là bên trong này là nó, bên trong này là nó làm rỗng ở bên trong, nó thiết kế bằng những cái nó ghép vào nó thành một cái hộp ấy mọi người. Đấy, thế nên là giò dĩa rất là nhẹ. Nhẹ mà lại chắc chắn. Cái công nghệ đấy thì em không biết được, nhưng em biết là nó rỗng ở bên trong. Mới tinh nhé mọi người nhé. 53 39. Rồi. Thế thôi. Rồi dần dần em mình sẽ lên clip của group đồ cho mọi người coi. Xem là các anh các chị mà có nhu cầu mà mua group đồ thì mọi người liên hệ với em nhé. Giá cả thì cũng hợp lý lắm mọi người. Em bán được cái gì cũng hợp lý cả. Và giá em bán là giá của buôn bán nhé, chưa có công đâu mọi người. Nếu mà mọi người mà có mua ở chỗ khác thì người ta sẽ tính công lên là cũng là hợp lý nhé mọi người nhé. Em bán thì buôn bán thôi, buôn bán trao tay. Bọc kỹ rồi. Trên trong này là cái giò bên trái đấy mọi người, bên tay trái. Kỹ nhỉ.
kinh doanh mình được. Mới tinh ấy mọi người nhé, mọi người nhìn này là biết rồi. Rất là chuẩn, hàng cực kỳ là chuẩn đấy mọi người. Đây, để em lấy cái khác cho này. R7000, cái này là bên lép, là bên trái đây. Đấy, R7000 105. Vừa nãy là có một cái là 172 đây. Là nó sẽ đi với lại cái giò 172.5, là nó sẽ dài hơn. Nó dài hơn cái 170 nhé mọi người nhé. Nó không đáng kể đâu. Không đáng kể, nhưng mà nó sẽ ví dụ như là ai chân dài hoặc là như thế nào đấy, thay đổi thông số một chút xíu. Rồi, đây là 5 cặp giò dĩa của Shimano 105 R7000. Em có 3 cái là 50-34 và 2 cái là 53-39. Thì 50-34 là 3,5 triệu và 53-39 là 3,7 triệu nha mọi người nhé. Giá trên thì đã gồm bao ship rồi. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số của em 0706198999, hoặc là mọi người ghé trực tiếp là 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, em cảm ơn mọi người.